Kính thưa quý khán giả của đài truyền hình VNTV 55.2, chúng tôi Văn Đình đặc phái viên sáng hôm nay ngày 29 tháng 12 ở tại Trung tâm Nhà Việt. Chúng tôi có đến Trung tâm Nhà Việt để dự một buổi ra mắt sách của ông tác giả là Trần Khánh Liễm. Thưa quý khán giả ở đây thì chúng tôi sẽ tường trình đến quý khán giả một số hình ảnh trong cái buổi ra mắt sách này. Buổi ra mắt sách là như trước đây thì ông tác giả Trần Khánh Liễm cũng đã ra mắt cuốn một là Thú Điền Viên, và hôm nay thì ông ra mắt một cuốn thứ hai nữa là Nguồn Sống Thiên Nhiên. Và ở trong phòng của Trung tâm Nhà Việt thì chúng tôi thấy có rất là nhiều quan khách, những vị giáo sư tên tuổi như là giáo sư Đặng Phùng Quân, giáo sư Trần Quang Hưng, Đàm Quang Hưng mà chúng tôi đã thấy có mặt ở đây, cũng như nhiều nhà văn khác cũng đang có mặt để mà nghe diễn giả nói về giáo sư Trần Khánh Liễm cũng như nói về quyển sách Nguồn Sống Thiên Nhiên. Bây giờ thì quý khán giả lần lượt đi vào bên trong và theo dõi chương trình của buổi ra mắt sách này. Văn Đình xin mời quý khán giả cùng với Văn Đình. Giờ của tôi không có cái chữ Hán để tôi có thể kiếm ra được, và giáo sư Đàm Quang Hưng đã giúp cho tôi, cũng như từng quý vị ở đây, nếu quý vị nào đã có một cái bản này thì đó là một cái đã đóng góp vào trong cái khuyết điểm là chúng tôi đã không có được cái bộ chữ Hán để viết hai cái câu lại, hai cái câu là công danh bất hệ nhất như chu lưu hướng điền viên mạch thắng du, và võ vẽ thì tôi cũng phóng dịch ra là chẳng nệ công danh một chút phiền, tìm về xương khoái thú điền viên. Thưa quý vị, tất cả quý vị đã có cuốn Nguồn Sống Thiên Nhiên ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy cái thú điền viên là một cái lạc thú trên đời. Nhưng mà hôm nay thầy có mặt ở đây tự lái xe đến nơi và vẫn tươi cười, chắc chắn ngày hôm nay thầy sẽ không phân tích cuốn Nguồn Sống Thiên Nhiên này bằng những đạo hàm hay là bằng những tích phân hay là bằng những tam giác đồng dạng, mà thầy sẽ có một cái nhìn chắc chắn là sẽ rất là đặc biệt. Xin kính mời giáo sư Đào Quang Hưng. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi cũng thấy rằng như giáo sư Đặng Phùng Quân, chúng tôi thì mỗi người thì có một nghề. Giáo sư Đặng Phùng Quân thì có nghề dạy triết, chúng tôi thì có nghề dạy toán. Nhưng mà bởi vì chúng tôi sinh ở cái thế hệ mà bây giờ là giữa bát tuần và cửu tuần rồi, giữa 80 và 90 tuổi rồi, thành ra hiện bây giờ chúng tôi còn dạy full time cho trường đại học về toán học. Thế thì chúng tôi là người già thứ nhì trong các giáo viên dạy học ở thành phố Houston này. Anh em chúng tôi, cái người Mỹ đó với chúng tôi thì cứ hàng ngày đi cà phê, và cũng không biết ai trước thế, nhưng mà ông ấy hỏi tôi muốn cái gì, tôi bảo tôi muốn chết trong lớp học chứ tôi muốn về hưu. Thành ra thử hôm nay là vì thế giáo sư Trần Khánh Liễm bảo là ông còn nói được thì ông lên ông nói, thì chúng tôi xin để nói quý vị, chúng tôi xin đi lạc đề, bởi vì cái cuốn Nguồn Sống Thiên Nhiên của giáo sư Trần Khánh Liễm thì giáo sư Đặng Phùng Quân đã phân tích từ triết học đến văn học đến chuyên môn. Thì chúng tôi có, bởi vì có chỗ máy in chữ nho, thế thì thưa thành thử ra, thưa cái việc của chúng tôi ngoài dạy học thì tôi thấy là ở Houston quý vị, các con cháu quý vị toàn là những thiên tài cả. Chúng ta phải mừng điều đó. Thì đất nước chúng ta đang trải qua một cái hồi không khác gì 1000 năm nô lệ người Trung Quốc, 100 năm nô lệ người Pháp. Bây giờ người Cộng sản với mùa không, chúng ta không có một vị Quang Trung, một vị Trần Hưng Đạo nào, mà bây giờ toàn những ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, thì tôi thấy nó hơi đen tối một chút. Nhưng mà tôi vẫn tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam chúng mình, dân tộc yêu quý của chúng mình, đất nước của chúng mình tuy nhỏ
những cái văn hóa của chúng mình lớn. Nhưng mà cũng có những cái cháu nó rất uyên bác, và tôi phát sợ khi tôi dạy cháu chữ Nho, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ. Cháu hỏi thưa thầy, thế nào là chữ Nho, thế nào là Hán tự, thế nào là chữ Nôm, thế nào là chữ Quốc ngữ? Thưa quý vị, nhiều vị Tây học đi về cũng không phân biệt nổi chữ Hán với chữ Nôm, không phân biệt nổi chữ Nôm với chữ Quốc ngữ. Thành thử thưa, tôi mượn cái diễn đàn này để thưa trình quý vị không ai xa lạ, con cháu, cháu nội, cháu ngoại của quý vị. Thành thử ra chúng tôi được có những vị phụ huynh học sinh cũng tuổi bằng các cháu con của chúng tôi, tức là 60 trở xuống, thì có dắt các cháu mới có độ 10-15 tuổi đến học. Tôi thấy trong đám các con cháu quý vị chắc chắn là có nhiều thiên tài, mà nếu chúng ta không trồng cấy chúng thì nó mất cả một thế hệ. Tôi mới đọc một cái thống kê của người Mỹ về người Việt Nam ở ngoại quốc, tôi xin đi lạc đề, bởi vì cái cuốn này thì, riêng cuốn sách này thì giáo sư Đặng Phùng Quân đã nói rất nhiều. Chúng tôi xin mượn cái diễn đàn này để nói về cái tương lai của con cháu chúng ta, tức là cháu nội, cháu ngoại quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi làm nghề dạy học, năm nay là cái niên khóa thứ 64 tôi sắp khai giảng. 64 năm với bản phấn và dạy đủ thứ, khai triển với triển khai là một. Tôi bảo không, có những cái con, còn cái triển khai và khai triển là khác. Tôi develop, những pháp develop là mở rộng ra. Thì các cụ ta ngày xưa người Trung Quốc thì họ ta gọi là triển khai. Người Trung Quốc nói triển khai, các cụ nói khai triển. Vì các cụ lý luận là phải mở ra thì mới giải ra được chứ. Anh giải ra thì anh mở là cái nốt bắt ngược của tàu. Người tàu nói, mình nói trời xanh thì tàu nói xanh trời, tàu nói là thanh thiên. Thế thì thưa cụ, thưa quý vị là thế này, các cụ ta ngày xưa là cố ý, đó là một, nhưng mà nghĩa là một. Nhưng mà thưa quý vị, có những cái chữ mà nó ngược lại như cháu hỏi đó, mẫu thân với thân mẫu thì nó khác, thì nó hai cái. Nó hỏi thế thân mẫu là cái gì, mẫu thân là gì? Rồi, các con bây giờ giảng nghĩa nó khó lắm. Thôi bây giờ lấy tiếng Anh giảng, nó bảo ok, go ahead. Thế bảo, thân mẫu đó là mother, mẫu thân đó là mom, mom, kiếm mình. Thành ra, cái tiếng cái trẻ nó gọi mẹ nó khác. Còn khi tôi nói rằng, bà này là mẫu thân của cháu này thì nó là bà này là mẹ của cháu này. Còn kia là má ơi, mẹ ơi. À, mẹ ơi, thế thì thưa là cái tiếng như là papa thì là papa, vâng, viên hiền papa, phụ thân thì là phụ thân, tiếng lai bố trở lại đây. Thế còn tôi lấy rằng bây giờ tôi có một ông bạn người Trung Hoa, người Quảng Đông, ông ấy hiện cũng dạy toán ở đại học của chúng tôi. Thế thì ông ấy đưa ra cái bài Cô Tô Thành Ngoại, rồi ông ấy bảo ông đọc tôi nghe. Thế quý vị, tôi ngâm mình là tôi đọc ra tiếng Việt, tôi bảo cái này là tiếng Việt đó chứ không phải tiếng Tàu đâu. Ông bảo ok đọc đi. Tôi đọc là Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Biên, Cô Tô Thành Ngoại Hàn San Tự, Giả Bán Trung Thanh Đáo Khách Thuyền. Thế ông bảo nghe, tôi nghe nó chả cái gì cả. Thế bảo thế ông đọc đi. Ông đọc là duyệt lọ ô tài sân mộng tinh, con phong dù hỏa tôi sầu mình. Tôi chả nghe nó cái gì cả. Thành thử thưa quý vị, cái tiếng của chúng ta đừng bảo là của tàu. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên hoàn toàn 100% tiếng Việt. Người tàu nghe Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa tôi sầu miên, chả khác gì mình nghe rụt lỗ tại sương mông thinh, con không dù hỏa tôi sầu mình. Tôi chả hiểu cái gì cả. Nhưng mà ngôn ngữ của chúng ta còn, thì cái đất nước của tôi còn, như là học giả Phạm Quỳnh đã nói, đọc truyền kiều, trăm năm trong cõi người, ta chữ tàn,
chiếu mệnh khéo là ghét nhau. Ăn người Việt Nam đào đọc cũng thấm thía, người Tàu nó nghe thì chẳng hiểu gì cả. Thế mà mình đọc cái tiếng Tàu thì mình nghe chả hiểu. Thành thử mình có một cái văn hóa riêng biệt. Thì tôi nghĩ rằng tới tuổi tôi chả còn được bao nhiêu trên cõi thế, nhưng mà tôi vẫn lạc quan, nghĩ rằng con cháu của chúng ta không bao giờ, 90 triệu dân không bao giờ để mất cái đất nước Việt Nam cho người Trung Quốc hết. Nguồn sống thiên nhiên của giáo sư Trần Khánh Liệm nhân cái bài diễn thuyết của giáo sư Đặng Hùng Quân thì con cháu chúng ta sẽ gây được một nước Việt Nam hùng mạnh trong tương lai. Tôi xin nói một thí dụ, những cái chữ của chúng ta mà, kính thưa quý vị, mà bây giờ không còn ai biết nữa. Và dĩ nhiên là cái ngôn ngữ thì nó đổi theo thời gian. Và Sài Gòn Hai Sang hỏi tôi gọi các con lên đây, thầy hỏi mục đích của các con sang Mỹ du học là để làm cái gì? Nhìn nhau nữa, thầy mục đích chính là, tôi hỏi mục đích chính của con sang đây là gì? Nhìn nhau, thế thầy mục đích chính là gì? Thầy say your main goal, coming here to United States. Oh, thế mà thầy nói sao con hiểu? Thế mà các con gọi là gì? Nó mà mục tiêu chủ yếu của con sang đây ấy, thầy muốn nói mục tiêu chủ yếu của sang đây được rồi, mục tiêu chủ yếu. Thế thì mục tiêu chủ yếu, mục đích chính của con là gì? Nó bảo là mục đích chính, mục tiêu chủ yếu của con là cụ thể là, nó nói thì tôi cũng không hiểu là cái gì cả. Bởi vì cái ngôn ngữ bây giờ nó đổi đi rồi. Thành thử thưa quý vị, chúng ta không trách được bởi cái ngôn ngữ nó theo thời. Chúng ta sống ở cái thời đại mà chúng ta hiểu. Mà bây giờ giả sử Đức Đinh Tiên Hoàng hay Đức Trần Hưng Đạo mà sống lại mà nói chuyện với chúng ta thì các ngài không hiểu chúng ta nói gì, mà chúng ta không hiểu nói gì. Cái ngôn ngữ nó đổi như vậy. Thành thử ra chúng ta mỗi một thế hệ phải có một cuốn từ điển mới, nhập những từ điển mới và cho những từ điển cũ. Chẳng hạn tôi lấy cái chữ, một cái chuyện mà ít vị biết, bởi vì khi đọc chữ nôm đó thì chúng ta mới khám phá ra được. Đọc những cái kho tàng văn hóa của chúng ta mà người nhà Minh mang về Tàu, mà người Pháp mang về Paris, lấy hết của chúng ta mà mang đi, bây giờ chúng ta mới thu hồi lại được. Chẳng hạn như tôi lấy một thí dụ mà tôi đọc được và tôi khám phá được, và tôi đưa chuyển về Việt Nam cho Việt, Hán Nôm Việt Nam là chữ mặc kệ. Thì năm 1869 thì có một vị tiến sĩ miền Bắc, đậu tiến sĩ được vua Tự Đức cho vào triều làm quan lớn. Đến lúc vua cho đi vì vacation, đi nghỉ hè, thì vua 2 năm rồi thì ông cho về Bắc Giang thì quê để mà thăm nhà. Kính thưa quý vị, ông ấy về thì con ông ấy chỉ không có, ông đậu tiến sĩ nhưng mà con ông chỉ bình thường thôi, làm ruộng thôi. Thì có 2 đứa con trai là cháu nội bảo mày vào lại ông. Thưa quý vị, ngày xưa không nói chào ông, con dế không phải là cái hộp dế bằng hộp quẹt. Thì thưa một chú, bảo chú anh bảo mày cầm cái chậu dế ra, tao vào cho chật lại ông trước thì tao ra thì mày vào lại. Thì chú em ấy ok mới mở ra, thì con dế của ông anh ấy chạy đi mất. Thì lúc chú anh ra bảo xong rồi mày vào lại ông đi, thì chú em nói rằng con dế của anh em mở ra nó chạy đi mất rồi. Thì ông anh mắng mặc kệ mày, mày phải đền tao con dế của mày. Thế thì ông cụ tiến sĩ gọi lính, 2 lính lẻ đi hầu, vua Tự Đức cho đi hầu, nọc cái chú anh ra đánh 3 roi. Chú mếu máo, thưa ông con nói gì đâu mà không được, mày có biết cái gì không? Khi mày nói mặc mày thì nó ok. Chẳng hạn như cụ Nguyễn Du nói mặc người mưa sở mây tần, những mình nào biết có xuân là gì. Thế thì mặc thôi chứ làm gì có cái tên, cái người thân trong gia đình mày. Bây giờ mày nói mặc mẹ, mày mặc bố, mày mặc cha, mày mặc ông, mày mặc cụ mày thì là mày chửi người ta. Thế nó thì còn gì. Chứ các quý vị theo ngôn ngữ biết rằng là chữ Việt Nam ngoài chữ bố, chữ cha, rồi đến hàng ông, rồi sinh ra ông là cụ, sinh ra cụ là kỵ. Thế thì ông bảo là nếu bây giờ mày nói mặc mẹ, mày mặc bố, mày mặc cha mày thì là mày nó mắng chửi rồi đó.
Nhưng nếu mày còn nói ông mặc ông mà bà mày nặng hơn, mặc cụ mày nặng hơn nữa, mặc kệ mày. Kệ là đẻ rất kỵ, kỵ mày đẻ rất của cụ, kỵ kệ. Kệ thì sinh ra, thay nhất kệ là còn là bố của cụ, mà mặc kệ mày tức là mặc tổ tiên nhà mày. Thế mà thay kệ là cái gì? Mà kệ mày tức là mặc cái xác của ông tổ tiên nhà mày. Thay là cái xác chết. Thay kệ là xác chết của ông tổ tiên nhà mày là thay kệ mày, tức là chửi người ta. Thành thức hồn, những cái chuyện đó thì bây giờ tự điển Hà Nội mới in ra năm 2012. Kệ có ba nghĩa. Nghĩa số 1 là cái bài thơ mà các tu sĩ ngộ đạo mà viết ra để mà giảng cái kinh thì gọi là kệ, kinh kệ. Thứ nhì, kệ là cái đồ bằng gỗ đóng trên tường để sách và các đồ vật. Thứ ba là kệ là nói tắt của mặc kệ, chứ mặc kệ cắt đôi ra nói cho ngắn thì mặc cũng được, mặc kệ cũng được, nó cùng một nghĩa. Mà đâu có hiểu, phải đi tìm những cái nguồn gốc đó thì người ta mới biết. Kính thưa quý vị, rồi những chữ chẳng hạn như hỏi thế nào là bố mẹ, thế nào thì tôi nghiên cứu thì thấy rõ rệt là chữ cha mẹ mới xuất hiện từ đời Lý Công Uẩn, tức là 1010, hơn 1000 năm nay. Trước không có cha mẹ, trước thì gọi là người sinh cho mình, gọi người đàn ông sinh cho mình gọi là bố, người đàn bà sinh cho mình gọi là cái. Thành ra chúng ta có cái đền thờ ông Phùng Hưng là bố cái đại vương, tức là vị đại vương là bố mẹ của dân, bố cái đại vương. Nhưng một chữ cái thì mất, chữ bố thì còn, mà chữ cái là mất. Thành ra ông bố bị quá vợ, thành ra chỉ còn một chữ bố bây giờ rồi. Còn chữ cái thì nó mất đi rồi, nó chỉ còn lại trong một số, chẳng hạn như bàn tay có 5 ngón thì một ngón mẹ và 4 ngón con, thì món ngón cái là mẹ, ngón cái 4 ngón con. Cái con sông lớn ấy thì là sông mẹ, chảy ra nhanh thì gọi sông con, thì sông cái và sông con. Ngày xưa có một bài ca dao mà bây giờ ít người biết, là đời vua Minh Mạng thì có cho một cặp vợ chồng đó bắt chồng đi lính lên Cao Bằng để đóng, để chống lại quân Tàu. Kính thưa quý vị, thì cái chú đi lính đó, chú có bố chết rồi, ở với mẹ, nuôi mẹ đi làm, đi cày, và có vợ nuôi 2 con, 1 trai 1 gái. Thì vợ khóc bế con đi tiễn chồng đi lên Cao Bằng. Thì chú xuống thuyền thì chú trên sông Hồng Hà chú đi. Kính thưa quý vị, thì chú có viết này: Em về em nuôi mẹ anh, với lại nuôi con cho anh, để anh theo nhà vua lên chống quân Tàu ở Cao Bằng, ở tỉnh Cao Bằng. Thì thưa quý vị, các nhà thơ diễn rằng nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Thì không biết là nuôi cái là nuôi cái gì. Nuôi cái là nuôi mẹ, và nuôi con cho anh, để anh đi. Tại vì những cái chữ bây giờ nó mất rồi. Ở trong sông bài thế này, một người làm nhà mẹ, bài sông bài sóc đĩa, một người làm nhà mẹ, còn một lũ người khác chơi gọi là nhà con, thì nhà cái và nhà con. Thành thử đến chúng ta bây giờ mất cái chữ cái rồi. Thưa quý vị, những cái điều đó nó man mác trong cái ngôn ngữ của chúng ta, và con cháu của quý vị sẽ được những cái, nếu mà có được những cái vị hiểu biết nhiều, những vị giáo sư mà thân thủy, thì có thể rằng chúng tôi là một cái thế hệ mà mới mở mắt ra đã phải đi học thầy đồ. Thầy đồ dạy thì cứ nhắm mắt mà học, mà lúc bây giờ cái giáo dục của ta không có những người giỏi. Thành ra nhưng mà những vẫn tạo được, thì nhận dân tộc Việt Nam là thiên tài, tôi không hiểu sao mà đến nay mà có những vị trạng tiến sĩ được thì được. Thưa quý vị, là chúng tôi còn nhớ hồi còn 4 tuổi, ông già chúng tôi đã bắt đi học chữ nho, thì đi khăn đóng áo dài đến lạy thầy như là như lễ lễ Phật.
rồi đứng dậy thầy cho cuốn Tam Tự Kinh thầy bảo đọc thuộc đi. Thì chúng tôi thuộc lòng cuốn Tam Tự Kinh cho đến bây giờ không quên một chữ, là bởi vì bé đấy thì bạn nhân chi sơ tinh bản thiện tinh từng cận tập tương biến cầu Phật giáo tinh đại thiên đạo dị đạo quy di chuyên tích mạnh mẫu trạch nhân sử tử bất học bản cư chữ đạo uyên phương. Thế thôi thì cứ đọc từ đầu cuốn thì nhân chi sơ là cái gì? Công danh bất hệ, nhất hư chu, liêu hướng điển uyên mình thắng du. Công danh tức là cái sự nghiệp đó, bất là không, hệ là buộc vào, không buộc nổi. Nhất hư chu là một cái thuyền chống rộng, là cái thuyền chống để làm gì? Liêu hướng thì tôi ngồi trên cái thuyền chống, liêu là tạm thời đó. Chẳng hạn như liêu trai chi gì mà chúng tôi dịch liêu là cái gì? Liêu là temporarily, tạm thời. Bây giờ tôi không có ông ấy nghèo lắm, ông Bộ Tùng Linh ông nghèo lắm, ông không có một phòng học. Thành ông mới lấy tạm cái nhà đằng sau vườn, cái trái trong vườn này thì ông mới làm cái thư trai của ông làm cái phòng học của ông, phòng sách của ông, phòng đọc sách. Thì tạm thời thôi. Thì cái đó gọi là lưu trai. Lưu trai là cái phòng tạm thời. Thế thì ông trai ông thực viết những cái chuyện lạ trong cái phòng tạm thời là lưu trai chỉ gì. Chỉ gì là những cái chuyện lạ. Thành thử ở đây cụ dùng, cụ giải trình cũng dùng chữ lưu đó. Lưu hướng điển viên thôi thì tạm quay về ruộng vườn để tìm cái phong cảnh đẹp. Mục là tìm thắng du và chơi với lại cái thắng cảnh. Thành thử thưa giáo sư Đặng Phùng Quân đã dịch ra là chẳng nệ công danh một chút thuyền, tìm về xương khoái thú điển viên tựa thú ruộng vườn. Chúng tôi nhân đây những quý vị đã hồi hưu và quý vị sắp hồi hưu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuộc sống cuối đời thật là đẹp đẽ và thật là lâu dài. Xin hết lời. Thưa quý vị, chúng tôi có sinh hoạt với một nhóm cựu học sinh Hoàng Diệu ngày xưa, và cái nhóm sinh hoạt này hiện tại có khoảng chừng 1.000 thành viên. Thì gần đây họ bàn tán với nhau ở trên net về một nhà văn, về một tác phẩm có tựa đề là Xóm Cũ. Họ so sánh với những cái xóm mà ngày xưa họ ở nhà nội trú để đi học. Thì thưa quý vị, họ hỏi nhau là nhà văn Nguyên Nhung này là ở đâu. Họ không phải là người của Houston, họ phải là người của Hoa Kỳ, bởi vì họ từ Úc, từ Canada, từ Âu Châu, nhưng mà họ vẫn biết tiếng của nhà văn. Và họ đã bàn tán, hỏi nhau, chia sẻ với nhau những cảm xúc trong qua cái tác phẩm Xóm Cũ của nhà văn Nguyên Nhung. Hôm nay chúng ta có nhà văn Nguyên Nhung ở đây, chị sẽ chia sẻ với chúng ta về tác phẩm Nguồn Sống Thiên Nhiên qua ánh mắt của một nhà văn thuần túy. Sau khi chúng ta đã được nghe tác phẩm, chúng ta đã được nghe chia sẻ về nguồn sống thiên nhiên qua mắt nhìn của một triết gia, của một học giả, thì bây giờ xin mời một nhà văn của Houston, kính mời chị Nguyên Nhung. Thật là một hân hạnh cho tôi ngày hôm nay, tuy là bậc chỉ là một đàn em trong giới cầm bút, một người rất là tầm thường, mà tôi đã được anh Trần Khánh Điểm ưu ái cho lên để phát biểu đôi nét về cuốn sách của anh. Thực ra thì những bậc trưởng tượng như nhà văn, như hai nhà văn Đàm Quang Hưng và Đặng Phùng Quân đã nói hết về tác phẩm, thì bây giờ tôi chỉ xin được nói đôi nét về nhà văn Trần Khánh Điểm qua những tác phẩm của anh. Kính thưa quý vị, khoảng gần 10 năm trước tôi có cái duyên được biết đến nhà văn Trần Khánh Điểm khi anh gửi cho tôi một cuốn sách đầu tay của anh là Thú Điển Viên, xuất bản năm 2003. Và sau đó ít lâu là cuốn Tình Viện Sứ xuất bản năm 2005. Cả hai cuốn sách này tôi đã được hân hạnh giới thiệu trên làn sóng 900 AM trong chương trình giới thiệu sách của Đài Sài Gòn Radio tại Houston và các vùng phụ cận. Tôi hết sức thán phục sức viết bền bỉ của anh. Và cuốn sách lần lượt đến tay độc giả ở cái tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, cái tuổi mà đa số mọi người đã rửa tay gác kiếm và đã hiểu được tấm lòng của tác giả khi bàn bạc trong các tác phẩm là sự chia sẻ.
đặt trên bàn thờ tổ tiên để cúng ra thừa. Đó là nền tảng để xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, dù đó chỉ là thứ hạnh phúc giản dị, nhưng chất chứa trong đó sâu thẳm về cái đạo làm con, đạo vợ chồng. Qua tình biết xứ, cuốn sách hầu như anh viết về chuyến Âu du. Mà dù bất cứ ở nơi nào, ở đâu, tình cảm của anh đối với tha nhân vẫn thể hiện trong từng chương trình. Trân trọng, kính chào. Kính thưa quý khán giả, trong buổi ra mắt sách Nguồn Sống Thiên Nhiên thì chúng tôi thấy có một cháu gái trẻ ngồi chăm chú nghe từng lời nói của những vị diễn giả trong cái phần ra mắt sách này, cho nên chúng tôi có mời cháu để hỏi qua cái cảm tưởng của cháu khi cháu đến đây. Chào cháu, chú là Văn Đình. Chú muốn hỏi cháu tại sao cháu có mặt ở đây. Tại ba thích kê nhiều lắm, rồi ba thích đọc tụi cuốn sách chung kê, sao con đi theo đi ba. Có nghĩa là ba cô con thích trồng cây, và con hôm nay con đi đến đây với ba con. Con tên là gì? Tên Marilyn Nguyễn. Chú thấy con ngồi đây rất là chăm chú để nghe những lời mà các bác nói ở trên diễn đàn, ở trên sân khấu. Thì con có hiểu hết những gì mà các bác nói hay không? Con hiểu chút xíu thôi. Sometimes con hỏi ba con chú nói gì rồi ba đức kìa. Nhân dịp lễ và mùa xuân sắp tới, hai chúng con Nguyễn Ngọc Tiến và Nguyễn Ngọc Toàn xin kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, an khang thịnh vượng. Tôi yêu quê tôi, yêu lý tre dài đẹp xinh, yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình,
yêu trăng muôn lời trên má cô nàng dịch tơ và yêu cánh đồng vời xa ngàn tay đang dựng mùa hoa. Tôi yêu đơn sơ quá mãi tranh nghèo mẹ quê, yêu duyên nên thơ trong tiếng khoan họ ước thề, yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làng quê và yêu mây nhịp cầu tre là đây anh chờ em về. Kia cùng đùa chơi trẻ thơ ca hát say đời, dù nghèo mở vui hỏi ai không hé môi cười, mưa nắng ơn trời luôn cây thắm đẹp luôn người xóm làng đông mùa chim mới âm nó ấp ủ lòng tôi. Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ càng yêu, yêu chim bay qua mang đến tin mừng thái hòa, yêu anh yêu em yêu nước yêu trời gần xa và yêu mối tình nở hoa ngàn năm không hề phai nhòa. Hai cháu đứng đây, hai cháu đứng đây để chú hỏi một chút xíu. Bây giờ hồi nãy hai cháu hát là mái tranh nghèo, thì mái tranh nghèo là cái gì đấy? Dạ, giống như một nhà lập tranh, giống như nhà ở miền quê, giống như nhà của bà nội hai đứa con, cũng giống giống như vậy. Oh, hết sảy hả? Thưa thầy Đào Quang Hưng, có đúng không ạ? À? Dạ, ok. Rồi, bây giờ cháu này nhé. Thế cháu có biết con đê là cái gì không? Con đê? Con đê? Chưa nghe về không? Chưa nghe, nhưng mà cháu hát, hai cháu hát rất hay nhé, rất là giỏi. Ai dạy cho các cháu bài hát này đi? Dạ, hai đứa con đã nghe trong băng và tự nhớ lời xong ba mẹ chỉnh. Trước khi tôi có mấy lời thưa quý vị thì tôi thành thực cảm ơn thầy Quân, thầy Đào Quang Hưng và nhà văn Nguyên Dung. Không ngờ mà cái buổi chúng ta tụ tập ở đây lại biến thành một cái buổi sinh hoạt văn hóa. Đó là một cái điều rất là quý cho tất cả quý vị đã đến đây để tham dự cái buổi ra mắt sách của tôi. Kính thưa quý vị quan khách, quý thân hữu, quý đồng hương, quý văn thi hữu, quý cơ quan, báo chí, truyền thanh, truyền hình, quý tín giả, đọc giả, quý thân bằng nguyên thuộc của tôi. Thật là một vinh dự lớn lao hôm nay tôi, mặc dù thời tiết rất xấu và lạnh, và quý vị cũng không quản ngại thời giờ quý báu đến đây để dự buổi ra mắt sách của tôi. Đây là một cái ân tình quý vị đã dành cho tôi, khiến cho tôi rất cảm động. Trước đây 10 năm, tôi có trình với quý vị trình làng cuốn Thú Điệp Viên. Cái Thú Điệp Viên hay là Tình Viễn Xứ, hay là Nguồn Sống Thiên Nhiên. Tất cả những cái tác phẩm này ngoài ý muốn của tôi, tức là tôi không dự trù để viết thành sách. Nhưng đâu có ngờ rằng nó là một cái duyên mà nó biến thành sách. Đó là một cái điều mà tôi cũng, chính tôi cũng không hiểu được. Khi anh em chúng tôi năm 1999 đó, thì giáo sư Đặng Phụng Quân, giáo sư Trần Quang Tuấn, ông Nguyễn Khắc Lai, luật sư Nguyễn Văn Dừng, chúng tôi có viết cuốn báo Dân Ta Mới. Và từ khi mà chúng tôi tụ tập với nhau viết như vậy thì các quý vị khác viết về vấn đề đời sống, về luật pháp, về xã hội. Còn tôi thì viết về làm vườn. Và tôi lấy cái danh hiệu là thợ vườn, tức là một cái danh từ rất là khiêm tốn của một người nhà quê, một người nhà nông chuyên môn để mà cấy rau ở trong vườn để mà ăn tôi. Đã khởi sự bằng những bài, chẳng hạn tôi viết một bài rất dài về rau muống. Thì có một đọc giả mới nói tôi như này, anh thiếu một cái phần ở trong cái bài rau muống đó. Là khi người ta xào rau muống đó, thì người ta lấy tay, người ta vặn cái bó rau muống. Xong người ta phải lấy tay, người ta đập đập như thế này. Thì nó mới nhuyễn cái rau muống mình xào ăn, nó mới mềm và ngon. Mình nhớ lên những người học trò ngày xưa tôi đi dạy học. Thì
tôi nghĩ là các em phải tỉnh cái tâm của mình. Trong cái bài đó tôi mới nhắc đến cái bài đi già đi tu của Tôn Thượng Tường đó. Là khi cái người đi già bỏ mình đi tu vào chùa rồi mà lâu lâu đó cái lòng của mình nó vẫn còn xôn xao. Cảm ơn đài Ven TV đã đến đây để ghi nhận buổi sinh hoạt, mà tôi rất cảm động cái điểm này là Thành Quân, thầy Đặng Quang Hưng và cô Nguyên Dung đã đóng góp trong cái buổi ra mắt sách này biến thành một cái buổi sinh hoạt văn hóa, đó là một cái điều rất quý. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, và trong năm mới xin cầu chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe, được nhiều may mắn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đã chờ đợi rất là lâu để gặp tác giả quyển Nguồn Sống Thiên Nhiên. Dạ, kính chào anh Trần Khánh Liễm. Dạ, thưa anh, nhân cái buổi mà anh ra mắt cái quyển Nguồn Sống Thiên Nhiên này, và Văn Đình cũng được biết trước đây anh cũng có đã ra một quyển một, tức là Thú Điền Viên. Vậy thưa anh có thể chia sẻ cái sự rung cảm của cỏ cây với lại con người, với lại riêng anh á, thì anh nhận thấy như thế nào khi anh đã bỏ công sức ra hình như là 7 năm để anh sưu khảo và viết lên cái quyển này để anh gửi đến quý khán giả của đài truyền hình Ven TV 55.2, thưa anh. Chào anh Văn Đình, chào quý vị. Tôi rất hân hạnh được đài Ven TV tới đây để tham dự buổi ra mắt sách của tôi. Trước đây tôi có ra cuốn Thú Điển Viên năm 2003, 2006 tôi ra cuốn Tình Viễn Xứ để mà nói lên ân tình của con người đối xử với nhau ở nơi đất khách quê người. Và năm nay tôi ra cuốn Nguồn Sống Thiên Nhiên là để giới thiệu với quý vị, trong khi chúng ta làm vườn, trồng cây, cấy kiểng, chúng ta có dịp để gần với thiên nhiên, gần với trời đất, để chúng ta cùng có hiểu được sự vận hành của trời đất, để cho tâm trí của chúng ta tỉnh táo, cho con người khỏe mạnh. Nhờ đó chúng ta có những hành xử tốt đẹp đối với chính mình và với quê hương đất nước. Yeah. Thưa anh, với cái số mà Văn Thi Hữu cũng như Đồng Hương đến đây để tham dự cái buổi ra mắt cái quyển Nguồn Sống Thiên Nhiên này, thì anh có cảm nhận gì để anh chia sẻ với khán giả mà không đi tham dự được ngày hôm nay, cũng như những người đã đến đây đến với anh trong cái chân tình mà anh đã viết ra cái quyển này, thưa anh? Trước nhất là tôi không ngờ một cái buổi ra mắt sách lại biến thành một cái buổi sinh hoạt về văn hóa rất là kỹ lưỡng, nhờ sự đóng góp của một số các thân hữu của chúng tôi như giáo sư Đàm Quang Hưng, giáo sư Đặng Phùng Quân, rồi nhà văn Nguyên Nhung. Tất cả những sự đóng góp đó đã đưa những người đến tham dự buổi ra mắt sách của tôi một cái tâm tình quý báu và tìm hiểu được văn chương chữ nghĩa của Việt Nam. Cũng là một cái dịp là chúng tôi được gặp tất cả các thân hữu để trình bày quan điểm về vấn đề trồng cây, những kỹ thuật trồng cây và tâm tư của mình. Đó là điều rất quan trọng khi chúng ta đi vào việc trồng rau trong vườn, giữ gìn sức khỏe và trồng cây kiểng để cho tâm hồn chúng ta được thoải mái. Dạ, dạ thưa anh Trần Khánh Liễm, nhân đây thì cái vận hành của trời đất, chúng ta cũng sắp sửa đón chào cái năm mới 2013. Và Văn Đình cũng thay mặt khán giả cũng như ban giám đốc của đài truyền hình Ven TV 55.2 chân thành kính chúc anh chị cùng với gia quyến có một năm mới an khang thịnh vượng, và hy vọng rằng anh sẽ viết tiếp, tìm hiểu sưu tập thêm và viết thêm cho đồng hương Việt Nam ở tại thành phố Houston này trong tương lai. Cảm ơn đài Ven TV, cảm ơn ban giám đốc, cảm ơn anh Văn Đình và tất cả quý vị. Chúng tôi đã có dịp để thưa chuyện với tất cả quý vị. Thành thực cảm ơn quý vị đã đến đây để dự buổi ra mắt sách của chúng tôi. Nhân dịp năm mới, cầu chúc quý vị được an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Cháu rất thích chơi cái bông sứ Thái Lan, nhưng mà thú thực với bác là
toàn là bị chết không. Thì bây giờ cái câu hỏi của cháu là, thứ nhất, làm sao cho xứ Thái Lan nó sống, và thứ hai là tạo được những cái dáng và những cái cú của nó có những cái hình thù rất là đặc biệt như bác đã cũng biết ở trong các cuốn sách trước đây. Xin cảm ơn bác. Cái đó, một cây cải, cây rau ấy, mình nhìn mình cũng thấy có những cái sức sống của nó mà nó làm cho mình thoải mái dễ chịu, nhưng mà lúc nào mình phải giữ gìn tâm hồn của mình thoải mái, tập luyện thể thao và vui tươi. Vui tươi là một trong yếu tố làm cho chúng ta vừa khỏe mạnh vừa hạnh phúc. Cho nên cây xứ Thái Lan mà trời thật nắng là chúng ta phơi nắng cả tuần tưới một lần, hay là hai tuần chúng ta bón phân một lần thôi. Cây xứ Thái Lan nó lên thì nó có đặc tính như thế này: đừng có thương cái cành của nó, nếu mình muốn uốn thì lấy thép uốn nó xuống, nó sẽ rất là mềm dẻo và cắt tỉa. Cây xứ Thái Lan mà ở ngoài bị lạnh thì nó sẽ chết, mà nếu nó chết một nửa cái củ rồi thì sửa sạch cái củ còn lại, cứ tiếp tục cấy lại, nó vẫn sống, nhưng mà nó không chịu ngoài trời lạnh, nó phải để trong nhà. Khi chúng ta đưa trong nhà từ cây xứ Thái Lan này, nó rụng hết lá không phải gì, nhưng mà mùa xuân khi nắng ấm chúng ta đưa ra thì cái hoa của nó, cái bông của nó ra trước khi mà nó ra lá. Tôi có hai cây bưởi, mấy năm trước nó tốt lắm, nhưng mà năm nay sao cái lá nó ra nó quăng quăng. Dạ, một cây trái rất nhiều nhưng mà nó chua. À, tôi xin trả lời về cây quýt hay là cây quất? Dạ, cây quất. Cây quýt à? Dạ. À, những cây đó, khi chúng ta cấy ở đây nó có cái đất sét rất là nhiều, thì quý vị nên mua cái loại đá nó xây, nó kêu là Nutrasoft đó, ở Home Depot nó bán khoảng 7 đồng 40 bao. Khi quý vị rải cái đó xuống thì nó sẽ làm rẽ cái đất sét ra và dễ nó phát triển. Và trong đó nó có rất nhiều những cái khoáng chất để làm cho trái bưởi, cam nó đỡ chua. Rồi chúng ta phải bón, chẳng hạn sau Tết đó, chúng ta bón cái phân organic, kêu là phân hữu cơ đó, chúng ta bón cho nó. Sau này khi nó ra hoa rồi, nó ra trái rồi, khoảng tháng 4 chúng ta bón một lần, và tháng 6 chúng ta bón một lần thì nó quả nó sẽ đậu và tốt. Còn cái vấn đề lá quăn thì thế này, cái lá quăn tiếng Anh người ta kêu là cái leaf mining, tức là có những cái con vi khuẩn rất nhỏ nó đục khoét ở trong cái lá, khi đầu nó ăn cái lá về sau nó ăn cái xương của cái lá đó, nó làm nó chết. Thì có một cái cách như này, mùa này rất lạnh đó, những cái lá nào bị như vậy quý vị cắt hết đi, nếu cái cành như vậy cũng cắt luôn đi, rồi mùa xuân nó sẽ lên lại. Mà cái cây của cái chanh khi nó bực cái mầm ra là nó có bông có trái. Thì xin quý vị cứ làm như vậy. Cũng chúc chồng được thành công nhá. Mọi điều thành công. Vâng, rồi cũng khỏe mạnh, rồi tìm những cái phương thế nào cho chúng tôi. Tôi không biết trồng đâu, nhưng mà bà xã thì vừa trồng lắm. Tôi chỉ là học ăn thôi. Thành thử bây tôi mới hỏi ông về hai cái cây này. Cây quýt, không như bà vừa nói á, thì nhà cô nó ra trái nhiều lắm, nhưng mà chỉ có chua thôi, mà chua chẳng ai thích. Mà bây giờ có cách nào mình bỏ cái phân nó bón nào mà nó hình trở ngọt được không? Cái câu thứ hai là nhà tôi thì thích ăn gỏi cá, như ông nói á, thì trồng cái riềng mà làm sao cho nó lớn củ được. Có người nói rằng là phải mua cát, chứ đất thịt thì nó không có lên được củ to, thì có đúng như vậy không? Và cảm ơn nhà văn. Nó chỉ đỡ thôi chứ nó không có làm cho ngọt như ý mình muốn được. Tại vì đặc tính của nó như vậy, mình lấy cây quất chẳng hạn. Cây quất thì có cây quất ngọt, quất chua. Thành ra thầy mình không có thay đổi cái bản chất của nó được. Còn cái ăn gỏi cá và ăn riềng thì tôi nghĩ là khi chúng ta ăn gỏi cá, nhiều khi thái những miếng riềng để mà cắn vào các bạn đó, hoặc là mình lấy cái bột riềng để mà mình rắc vào cái những cái miếng cá mình bóp cái tính đó để mà ăn cho nó thơm đó. Thì thưa quý vị như thế này, nếu muốn có một cái củ riềng mà đẹp lòng bà xã đó, tức là các bà ấy biết được cái củ riềng nào các bà dùng được đó, thì quý vị ra ngoài chợ, người ta bán, có nhiều người ta bán, ta cắt hết rễ để cho ông khỏi phải cấy. Nhưng mà thưa quý vị, tôi đã thử, tôi lấy những cái củ đó kể cả xả, người ta cắt hết rồi quý vị cấy nó sẽ ra rễ lại.
thì quý vị dùng cái đất tốt, chẳng hạn như đất soi mình mua ngoài chợ đó, rồi trộn thêm cát vào thì nó sẽ mềm. Và khi mà 3-4 tháng sau nó ra cái mầm non, cái củ non đó, thì quý vị nhấc lên để mà lấy những cái củ nào vừa ý mà đưa cho bà xã kẻo mái la đó. Thì mình đưa cho bà xã cái củ đó thì ăn rất là ngon, rất là thú vị. Sau thì quý vị lại dập nó xuống và lại cho đất vào cấy thì nó lại ra ra những cái củ non khác. Còn cái củ diệp mà nó cứng quá không ai muốn ăn. Dùng như thế nào mà để ngủ ngon á? Tôi thưa với quý vị như thế này, người Việt Nam của mình đó, người Việt Nam của mình có cái tên mới, ngày xưa các củ này là hồng tiên hay là đào tiên, nhưng sau này nó đã ra trái mà giống như thể là trái chanh, cho nên gọi là chanh dây, nó leo dây để nó ra trái đó. Thì tiếng Anh nó kêu là passion fruit. Tôi biết cái chuyện này rất là lạ lùng, và cách đây mười mấy năm thì con gái của tôi đã mời bạn bè trong sở vào để mà ăn buổi cơm cho gia đình đó. Thế thì ông ấy cho heo ăn thì heo nó ngủ lăn ra đây. Nhưng mà nó chóng lớn lắm, chóng lớn và heo rất là đẹp. Thế thì ở Việt Nam của mình bây giờ là người ta trồng rất là nhiều trên vùng cao nguyên xuống cho đến gia kiểm Long Khánh đó. Và Việt Nam người ta dùng cái đó để chữa cái bệnh hen suyễn là một, để cho cái thần kinh của mình nó êm lại, tức là nó calm down đó. Ví dụ như thế là bây giờ nhiều khi mình nóng tính, mình bực bội, mình cằn nhằn đó, thì mình uống cái đó nó êm xuống. Và tôi ra Hudson Garden á, tôi mua cái cây đó, bây giờ sắp sửa nó bán tháng sau là 29 đồng 3 gallon, thì nó có hoa sẵn rồi. Quý vị cấy cái đó thì có thể cấy ở đây, nó leo cả cái phòng này ra, nếu mình có chỗ bán sẵn nó leo như vậy. Thì mình lấy cái lá của nó đó, tôi lấy cái lá của nó, tôi sấy, tôi có cái dehydrator đó, sấy cái đó lên. Thì quý vị lấy khoảng giống chúng ta pha trà đó. Như nhiều khi đâu có phải, đến cái tuổi này đâu có phải ngày nào cũng ngủ khò khò được đâu. Nhiều khi 2 giờ đêm đó, tôi có những chuyện nghĩ rồi đó, dậy nằm liên miên. Thì tôi có xuống nhà, thì nhiều khi cháu bảo, ủa, nhà dưới sợ tại sao lại bật đèn. Thế cháu mới xuống bảo bố làm gì đó, tôi bảo bố đang pha trà. Thế tôi nấu, tôi cho vào khoảng rúm đó, cái lá đó, tôi hãm 15 phút xong nó không có nóng lắm nữa. Thì tôi uống xong là 15 phút lên là tôi ngủ ngay. Tôi ngủ ngay cho đến 7-8 giờ sáng tôi về dậy, nhưng mà có cái đặc biệt, người nó thoải mái và dễ chịu, chứ nó không mệt mỏi như mình uống thuốc ngủ. Đó là cái người Việt Nam kêu là chanh dây đó. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi có gặp anh Nguyễn Lai. Anh từ lúc đầu thì chúng tôi thấy anh Nguyễn Lai điều hợp cái chương trình ra mắt cuộc quyển Nguồn Sống Thiên Nhiên của tác giả Trần Khánh Liễm. Và bây giờ thì tôi cũng có mời anh Nguyễn Lai để chia sẻ với quý khán giả một vài cảm nghĩ của anh khi anh đến đây. Kính chào anh Nguyễn Lai. Xin kính chào quý khán giả của Văn Đình TV. Thưa anh Nguyễn Lai, ngay từ đầu thì Văn Đình cũng thấy anh điều hợp cái chương trình này. Như vậy thì cái sự liên quan giữa anh với tác giả như thế nào, và anh có một cái đặc biệt nào ở trong Nguồn Sống Thiên Nhiên, hay là trong cái quyển sách, nội dung của quyển sách này, thì anh chia sẻ với khán giả của đài truyền hình VNTV 55.2, thưa anh. Vâng, xin cảm ơn anh Văn Đình đã hỏi chúng tôi chia sẻ về cái tác phẩm Nguồn Sống Thiên Nhiên với khán thính giả của đài VNTV ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tác giả Trần Khánh Liễm và chúng tôi cách đây khoảng chừng hơn 10 năm về trước thì có cùng hợp tác với nhau trong một cái tờ bán vượt san tiếng Việt có tên là Dân Ta Mới. Thì lúc đó anh em chúng tôi, anh Liễm chưa có về hưu, và chúng tôi rất là vất vả điều hành bài viết cũng như tất cả những cái. Thì bây giờ nhìn lại đó là cũng 12 năm vừa qua rồi, anh Liễm về hưu, và anh ấy thì phải nói là rất là tận tụy trong vấn đề viết lách. Và anh ấy cũng chia sẻ những cái kiến thức của anh ấy về thiên nhiên, về cây cỏ, hoa lá và dược thảo trên làn sóng của đài Sài Gòn Houston cũng như một vài đài khác. Và các thính giả thì thường xuyên gọi đến để hỏi thăm anh ấy về những cái kinh nghiệm về cỏ cây hoa lá hay là dược thảo. Và anh ấy thấy là cái vấn đề nó hấp dẫn hơn là chỉ có chia sẻ trên làn sóng, cho nên anh đã quyết định để viết ra thành một cuốn sách để chia sẻ với đồng hương. Tôi nghĩ rằng đây là một cái quyển sách rất là quý, một công trình nghiên cứu rất là tỉ mỉ,
chúng ta có thể thưởng thức cỏ cây hoa lá một cách hoàn hảo hơn nếu chúng ta tìm đọc cái quyển sách Nguồn Gốc Thiên Nhiên này. Ngoài ra, anh ấy cũng cung cấp cho chúng ta cách làm những cái món ăn rất là truyền thống Việt Nam, thí dụ như gỏi cá chẳng hạn. Nếu quý vị thích, quý vị có thể tìm đọc. Và cái chót mà chúng tôi nghĩ là rất là thú vị, đó là chúng ta ngày hôm nay chúng tôi tổ chức cái buổi ra mắt sách và có rất nhiều vị cao niên đến tham dự, thí dụ như giáo sư Đặng Quang Hưng, rồi ông Trần Khôi là một người đã từng làm việc ở bên Bộ Xã hội cách đây mười mấy năm, năm nay các vị đã đều trên 80 và vẫn mạnh khỏe, vẫn sáng suốt. Cho nên là chúng tôi nghĩ là cái Nguồn Giống Thiên Nhiên của tác giả Trần Khánh Liễm không những chỉ chia sẻ về cỏ cây hoa lá, thức ăn, mà còn chia sẻ về cả những cái suy tư, những cái tư tưởng của con người, điều hướng nó như thế nào để cho chúng ta có một thể xác khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn. Và được hai yếu tố ấy thì chúng ta mới có một tuổi thọ cao như các vị cao niên đến sinh hoạt ngày hôm nay với chúng tôi. Và thưa anh Văn Đình, chúng ta sắp sửa có một năm mới rồi phải không thưa anh? Dạ phải. Dạ vâng. Thì sắp sửa chúng ta bước vào một năm mới, năm 2013. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức cùng với anh Văn Đình gửi đến quý khán thính giả lời cầu chúc năm mới an khang thịnh vượng, đầy tràn sức khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần, để luôn luôn chúng ta lèo lái hướng dẫn con em của chúng ta trên cái đất nước đầy cơ hội này, phải không anh Văn Đình? Dạ, 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 xin dạ, kính chào quý khán giả. Dạ. Kính thưa quý khán giả đài truyền hình VNTV 55.2, trong 2 giờ đồng hồ vừa qua, Văn Đình cùng với kỹ thuật của đài đã đến thâu thập những hình ảnh trong cái bữa ra mắt sách Nguồn Sống Thiên Nhiên của tác giả Trần Khánh Liễm. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình ra mắt sách rồi, thì Văn Đình cũng xin gửi đến quý vị theo dõi những chương trình phóng sự kế tiếp. Và Văn Đình xin kính chào tất cả quý khán giả và kính chúc quý khán giả có một năm mới 2013 an khang, thịnh vượng và nhiều sức khỏe.